Các bác và anh em, trong tất cả những dòng vang cơ lai số thì em cảm thấy PS Audio K9 là một mẫu vang cơ lai số để lại cho em và rất nhiều anh em khách hàng một ấn tượng sâu sắc nhất. Tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương đang có hai phiên bản cho anh em lựa chọn với dòng sản phẩm vang cơ lai số cao cấp nhất của PS Audio K9 Plus. Phiên bản phai nhôm chống xước màu đen, phiên bản phai nhôm chống xước màu trắng cho bác và anh em trải nghiệm phòng hát gia đình. Với mẫu vang cơ lai số PS Audio K9 là dòng vang cơ lai số đầy đủ tính năng cho anh em trải nghiệm. Có delay, repeat, reverb chỉnh riêng, echo vang nhại rất mượt mà cho anh em chơi phòng hát gia đình. Ngoài ra có exciter lưng tiếng mic hỗ trợ cho anh em rất nhiều để lên những nốt cao một cách đơn giản. Effect vang nhại đầy đủ, âm lượng tổng mic và âm lượng tổng cho nhạc được làm bằng hợp kim loại rất đẹp mắt với phòng hát gia đình. Ngoài ra thì có thêm giải mic và giải nhạc điều chỉnh một cách chi tiết từ giải tần số 57Hz cho đến tận 10kHz với dòng sản phẩm K9 Plus. Và đi kèm với mẫu vang cơ lai số hay như vậy thì không thể thiếu được một cái điều khiển remote để cho ba anh em trải nghiệm cũng như là điều chỉnh một cách dễ dàng với dòng sản phẩm PS Audio K9. Có logo thương hiệu đầy đủ cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán sau, nhà phân phối PS Audio. Các bác anh em nhận hàng thì có thể quét mã QR, ngoài ra thì cào để kích hoạt mã bảo hành của nhà sản xuất PS Audio K9. Dòng sản phẩm chính hãng luôn luôn phải có những logo và thương hiệu như vậy. PS Audio K9 có hai màu cho các bác và anh em lựa chọn ở thời điểm năm nay, đang có giá thành cực kỳ tốt, đặc biệt ở dịp cuối năm này. Các bác và anh em nào muốn mua vang cơ lai số thì không thể bỏ qua được một con vang cơ lai số hay như thế này, PS Audio K9. Về đường kết nối và đường lấy tín hiệu thì sao? PS Audio K9 có tất cả các cái đường kết nối có ở trên mọi vang cơ lai số, đó chính là cổng cắm USB, cổng quang, Bluetooth hay đường dây AUX1, AUX2 cho bác và anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính hay điện thoại di động. Ok, và không cần nói nhiều, ngay bây giờ cùng với em Tùng thử một chút chất âm của PS Audio nào. Ở đây em sẽ sử dụng luôn mic dây để em test nhạc cho các bác và anh em trải nghiệm. Và nếu như các bác và anh em nhà có sử dụng mic không dây, các bác và anh em ghép lối ở mặt sau. Với PS Audio thì có thêm cổng mic mặt sau cho các bác và anh em ghép lối mic không dây để nó có một giao diện đẹp mắt và bắt mắt hơn với phòng hát gia đình. Ok. Bật 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bật 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bật 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, test thử, alo thử một vài tiếng của PS Audio K9. Các bác và anh em thấy ngay tiếng chất âm thanh quá vượt trội rồi. Có giải mic và giải nhạc cho các bác và anh em điều chỉnh một cách chi tiết từ 57Hz cho đến tận 10kHz. Ở đây em để luôn là chế độ mặc định, em chưa điều chỉnh. Mà nghe tiếng chất lượng echo vang nhại của con này đã quá tuyệt vời rồi. Với phòng hát gia đình, một con vang cơ lai số như thế này không thể thiếu được cho anh em trải nghiệm âm thanh. Và đặc biệt là dịp cuối năm, các bác và anh em có nhu cầu hát karaoke rất là nhiều thì ngay bây giờ gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại là 0979629336 để được hưởng tư vấn cũng như là mức giá khuyến mại ưu đãi nhất với dòng sản phẩm PS Audio K9 thế hệ mới nhất cho các bác và anh em. Hai phiên bản, hai tông màu cho anh em lựa chọn, phiên bản phai nhôm màu trắng và phiên bản phai nhôm màu đen, đầy đủ màu cho các bác và anh em chơi phòng hát gia đình. Ok, video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.